Đến với triển lãm Việt Build Cần Thơ 2014, ngoài các dòng sản phẩm vật liệu xây dựng và trang trí nội ngoại thất đa dạng và độc đáo, các doanh nghiệp còn mang đến triển lãm nhiều loại phụ kiện xây dựng mới, phục vụ tối ưu cho ngành xây dựng. Lần đầu tiên tham gia, công ty cổ phần QH Plus thành phố Hồ Chí Minh mang đến triển lãm nhiều sản phẩm mới tiên tiến được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại, đáp ứng theo các tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế. Trong đó có nhiều dòng sản phẩm phụ kiện xây dựng lần đầu tiên được nghiên cứu và sản xuất tại Việt Nam như lưới thép hàn, ống nối thép, bu lông neo S, bu lông neo PT, tiren, móc cẩu và sản phẩm đồng bộ hệ trần treo M và E, đảm bảo an toàn, giảm bớt chi phí và thời gian thi công, thể hiện tính đồng bộ và chuyên nghiệp đối với chất lượng công trình. Ngoài ra, công ty còn cung cấp dịch vụ uốn bẻ thép với độ chính xác cao, giảm tỷ lệ hao hụt và nâng cao sự an toàn trong quá trình thi công, qua đó mang đến cho khách hàng tại thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long nhiều giải pháp mới phục vụ tối ưu cho nhu cầu xây dựng. Thì ví dụ như khi mà muốn